Sáng 2 tháng 4, theo giờ Việt Nam, một băng nhóm vũ trang đã tấn công Cung điện Quốc gia Haiti, khiến ít nhất 5 cảnh sát bị thương. Sự hoảng loạn tràn ngập đường phố và hiện nhiều người đang mắc kẹt bên trong tòa nhà. Các nhân chứng cho biết, cuộc đối đầu giữa băng nhóm vũ trang và lực lượng cảnh sát vẫn đang tiếp diễn dữ dội tại khu vực quảng trường Sam élysées rất gần với Cung điện Quốc gia ở trung tâm thủ đô Port-au-Prince. Nhiều người dân tháo chạy khỏi làng đạn. Các thành viên của băng nhóm vũ trang thuộc Liên minh Vivre Ensemble do thủ lĩnh Jimmy Jerry Zier cầm đầu đã đốt cháy một xe bọc thép của cảnh sát quốc gia ở khu vực lân cận cung điện quốc gia. Các băng nhóm vũ trang hiện kiểm soát khoảng 90% thủ đô Haiti đưa ra tuyên bố sẽ chiếm cung điện này. Trong khi đó, tại khu vực Bessionville, cũng ở thủ đô Port-au-Prince, người dân phát hiện 5 thi thể cùng nhiều vết đạn Làn sóng bạo lực mới nhất tại Haiti xảy ra ở thời điểm 3 tuần sau khi Thủ tướng Ariel Henry tuyên bố từ chức mà chưa có người kế nhiệm. Quốc gia Caribe này vẫn đang chờ triển khai Hội đồng Tổng thống chuyển tiếp để bầu ra Thủ tướng và chuẩn bị tổ chức bầu cử Tổng thống. Trong ngày 1 tháng 4, Tổng thống Mexico Andrés Manuel López Obrador thông báo lực lượng hải quân đã sơ tán thành công 34 công dân nước này khỏi Haiti, trong đó có 10 phụ nữ và 24 nam giới bao gồm cả bốn cán bộ đại sứ quán Mexico tại Haiti và bảy trẻ vị thanh niên. Đăng tải trên mạng xã hội X, Bộ trưởng Ngoại giao Mexico Alicia Bárcena cho biết sân bay quốc tế chính của Haiti đã đóng cửa trong một tháng qua. Lực lượng hải quân nước này phải đưa tàu tới vùng biển gần đó ngày 31 tháng 3 để triển khai hoạt động sơ tán và sau đó chuyển những công dân trên bằng trực thăng tới cảng Progreso, miền đông nam Mexico. Theo một báo cáo của Liên Hiệp Quốc vào tuần trước, hơn 1.500 người đã thiệt mạng trong 3 tháng đầu năm 2024 ở Haiti và khoảng 60 người bị các băng nhóm hành hình vì thiếu sự hiện diện của cảnh sát. Báo cáo cũng cảnh báo về tình trạng tuyển dụng trẻ em vào các băng đảng đang diễn ra và kêu gọi nỗ lực nhiều hơn để ngăn chặn tình trạng bất ổn này.